giữa lúc giặc ngoại xâm ồ ạt kéo tới, gây nên bao đau thương mất mát cho nhân dân ta. Ở làng Phù Đồng xuất hiện một cậu bé kỳ lạ, đã 3 tuổi, chỉ biết nói biết cười, nhưng đã đứng lên nhận nhiệm vụ đánh giặc cứu nước. Cậu bé ấy chính là Gióng, người anh hùng trẻ tuổi tập trung cho ý chí của nhân dân khi đất nước lâm nguy, đã đặt lên vai mình sứ mệnh lịch sử đánh đuổi giặc thù. Huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Giặc ân đang kéo vào nước ta, tình hình đất nước lâm nguy. Bất kể ai, dù già trẻ lớn bé, nếu có khả năng thì hãy cùng giúp vua dẹp giặc. Quân giặc kéo vào nước ta, gây bao đau thương mất mát. Con mình đã 3 tuổi rồi mà không biết cười biết nói, không biết đứng biết ngồi. Biết bao giờ con mới lớn mà đi đánh giặc cứu nước đây. Mẹ ơi, mẹ giúp con mời sứ giả vào đây đi ạ. Con tôi biết nói rồi sao? Sứ giả hãy về triều thưa với vua, rèn cho ta một áo giáp sắt, một con ngựa sắt cao 8 thước, một roi sắt dài 10 thước và một nón sắt rộng 3 thước. Đưa mấy thứ ấy đến đây cho ta là vua sẽ không phải lo gì nữa. Dạ, tôi sẽ về trình vua ngay ạ. Được tin làng Phù Đồng có xuất hiện người tài, đó là một cậu bé lên 3 nhưng không biết nói biết cười. Thế mà nghe tin giặc kéo tới thì lập tức cất tiếng nói xin được đi diệt giặc cứu nước. Nay ta cho triệu tập các quần thần trong triều ra sức luyện tập binh lực để chuẩn bị chiến đấu. Cùng với sự nuôi nấng, ủng hộ và hun đúc của nhân dân, cậu bé Gióng ngày nào còn nằm trong nuôi nay đã trở nên to lớn và khỏe mạnh phi thường. Ta là thiên tướng thần vương, vâng sắc chỉ, muốn giúp nước. Quân đâu? Nổi trống lên, quyết tâm giữ yên bầu cõi. Tôi xuống đây là để cứu dân cứu nước. Nay sứ mệnh đã hoàn thành, tôi xin từ biệt mọi người tại đây.